残酷世代，自身千次竞赛，才学会自强忍耐。怎管有害，难道必须装可爱，才换到结果花开？当群众喧哗太纷扰，谁又听到我心跳？能做个淑女，我偏懒去撒娇。若非诚意，不必再骚扰，留住这青春很需要，争取分秒，明确地照。Trời ơi, Tân Nguyên Lãng mua sắm hả? Có vấn đề gì chứ? Kalindin là thương xá nổi bật ở đây. Anh có biết tôi đã tốn biết bao công sức kiếm được bao nhiêu khách về không? Tiệm này cũng là do tôi mới thương thảo được. Dạo một vòng có vấn đề gì chứ? Được. Chính vì tôi biết cô muốn tránh mặt chị Mo, nên tránh từ Đông Cửu Long tới Tây Tân Giới chứ gì. Anh nói cái gì? Sao đây? Sau khi bị chị Mo la xong, lấy mua sắm trút giận hả? Tất cả cũng tại Jerry không có ở đây. Một mình tôi chịu đựng hết. Lúc nãy chị Mo gọi chúng tôi vô phòng, bao nhiêu nhân viên không là, chỉ là một mình tôi. Luôn cả kế hoạch điên độ 2 năm trước của tôi đánh sai một chữ thôi cũng lôi ra nói. Còn nói tôi làm ở đây bấy lâu nay, ngớ ngàng ngớ ngẩn không biết gì hết. Ngay cả Gordon và Tina cùng nhau hợp tác tôi cũng không biết. Cô có lãnh lương mà, lương bao gồm chuyện đó rồi, bỏ đi. Bỏ đi, không phải là anh, đương nhiên là bỏ rồi. Anh có biết chị la tôi như thế nào không? Chị nói, hằng ngày cô ngồi trong văn phòng không biết cô làm gì. Đám nhỏ thì còn biết pha cà phê cho tôi. Còn cô biết làm gì chứ? Không khác gì một cái thùng rác. Cô mà giống cái thùng rác hả? Tôi thấy cô giống rác nhiều hơn, bỏ đi rồi thôi. Còn tôi mới giống thùng rác nè, ngày nào cũng bị chị nhét hết, phải chịu dài luôn. Có phải còn muốn chọc tức tôi không? Tôi nói thật mà. Hôm nay chỉ là cô ở trong phòng, bên ngoài cũng nghe thấy hết. Nhưng mà có một điều á, tôi thật sự không thể ngờ. Anh còn nói nữa, đúng là bóng đèn mà. Mỗi lần đặt tụ nào thua tụ đó. Tôi nói thật mà, cô không thấy gần đây chị Mo có vẻ như lần nào cũng đấu không lại Gordon sao? Sao đây, anh muốn thăm dò sự trung thành của tôi đối với chị Mo, ghi âm tôi sao? Vậy nếu như có phải cho dù chị Mo xảy ra chuyện gì, cô cũng thề chết trung thành với chị, đi theo chị không hả? Cô dùng mua sắm để trút giận là do chị Mo tạo ra. Còn nữa nha, cô làm việc 7/24, luôn cả nhà cũng không rảnh lo, cuối cùng dẫn tới ly dị, ít nhiều cũng tại chị Mo mà ra thôi. Anh muốn nói cái gì? Mướn anh tới đây làm việc, không phải tới đây ngủ. Cô bố trí thoải mái như vậy, giống như nhà trọ của dì của tôi vậy. Tôi nghĩ khách họ tới đây thật sự không cần 10 phút đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi. Hả? Bên Forest Mall thì tổ chức lễ hội ẩm thực, còn bên chúng ta thì lấy những thứ đặc sắc nhất của Đài Nam đem tới đây làm Home Edmond. Khách qua bên kia ăn uống xong rồi qua bên này ngủ ở đây, lưu lại trong thương xá suốt 24 tiếng. Sự kiện có ý tưởng như vậy mà tôi nghĩ ra. Thử hỏi có phải giỏi hay không, lười biếng hồi nào đâu chứ, có đúng vậy không? Trời ơi. Vậy lần trước nằm dưới gốc cây, anh đang suy nghĩ hay là trò chuyện? Trò chuyện. Sau đó anh Gordon hỏi tôi ở Đài Nam còn có cái gì có cảm giác hơn, có thể mang về Hồng Kông hay không. Tôi liền nói với ảnh là, tôi nói tôi cảm thấy có cảm giác nhất là lúc tôi nằm kế bên cô, khi tôi và cô nhìn lên bầu trời. À, phải rồi, sự kiện còn chưa bắt đầu, trên Facebook đã nóng lên rồi, có rất nhiều người đòi tới coi. Vậy sao? Nằm ở đây thật sự dễ chịu vậy sao? Làm gì vậy? Anh sợ vi phạm điều thứ tư trong thỏa thuận ở chung sao? Cô đọc lén đồ của tôi hả? Không phải anh nói sự tiếp xúc cơ thể cố tình hay vô ý gì đó là điên rồ sao? Cái gì nhìn quá 5 giây thì sẽ bị mục lẹo.
Cô lén đọc bí mật của tôi. Tôi không đọc lén. Làm vậy là thiếu đạo đức lắm đó nha. Anh quên đóng cửa thôi. Tôi đóng rồi, anh tôi không chắc có. Chắn đã đóng rồi. Tức là cô thấy hết rồi hả? Phải. Hả? Thật ra chị Mo cũng lạ thiệt. Thì đó, nhìn quá 5 giây sẽ xảy ra chuyện sao? Nhìn quá 5 giây thôi, bộ mất một miếng thịt hay sao? Làm việc đi. Mướn anh tới đây ngủ sao? Chim yến ơi, chim yến ơi, ông vàng tuyệt đẹp như chim phụng, không lo ăn, không lo uống. Tức là em đọc hết rồi. Nhưng quy định của chị Mo đúng là kỳ lạ. Bộ nhìn quá 5 giây sẽ xảy ra chuyện gì sao? Thì đó, nhìn thêm một lát bộ bị mất miếng thịt nào sao? Làm việc đi. Còn ngủ. Chim yến ơi, chim yến ơi, chim yến ơi. Chim yến ơi. Dĩ Yên. Ngưng. Nè, chính là nét mặt mang chút tình ý nhưng lại có chút thê lương này. Có vấn đề. Anh Trường bảo vệ nói lúc đó Sevin đã giữ nét mặt này rất lâu. Giữ đúng 7 phút lại 8 giây đó. Anh Hoàng bảo vệ còn nói có một camera khác quay được lúc Cherry bỏ đi. Hai bả vai của cổ cứ giật lên như vậy đó. Chứng tỏ sau khi hai người đó hôn nhau rất là bất an. Chắc chắn lúc đó Cherry đau khổ lắm. Giống như có một tác giả từng có một câu nói. Ông nói khoảng cách xa nhất trên đời này không phải là khoảng cách sống và chết, mà là em đứng trước mặt của anh nhưng mà anh lại không hay biết em yêu anh. Tôi hiểu rồi. Khoảng cách xa nhất trên đời này chính là chỉ được ngắm, không được ăn đó. Trời ơi, con người của anh đó. Giúp tôi. Ok. Tức là nếu tôi không phải là người đó, có phải được hôn không? Nhưng mà thật ra con người của tôi á hướng nội dữ lắm. Tôi lại thích đọc tứ đại danh tác của Trung Quốc nữa. Cái bình mai chứ gì. Được, để tôi đi. Cho dù mọi người nhìn thế nào, nói thế nào, hôn thế nào cũng không có cảm giác, nhưng Sevin và Cherry thì khác. Họ thật sự xứng đôi dừa lứa nhưng trái lại không dám đến với nhau. Không còn cách nào khác. Một người thì thèm đám cưới, một người thì sợ đám cưới. Giống như là ghép nhầm đôi vậy. Làm sao quen nhau được? Không, chúng ta có thể giúp họ xe duyên kết tóc. Làm sao giúp? Đơn giản, một trong hai người thay đổi. Làm sao được? Chào, ngồi xuống, đợi anh đó. Ăn đi, anh đi. Đây nè. Sao vậy, mời tôi ăn trưa tốn vậy sao? Mọi người lại không muốn sao? Nhưng còn những chuyện khác muốn anh giúp đỡ đó. Có thể ăn của mọi người, giúp được tôi nhất định giúp mà, chuyện gì vậy? Được, nè, thực ra là gì? Em họ của tôi phải thi bằng trung học gì đó, tôi không biết nữa. Nhưng mà câu hỏi thì khó vô cùng. Cho nên chúng tôi muốn nhờ góc độ của nam giới để thử trả lời câu hỏi này. Anh biết đó, anh phong độ mà. Về mặt này nếu tôi nhận hạng nhất chắc cũng không ai dám nhận hạng nhì á. Phải đó, nghĩ đi. Đây nè. Nguyên bản cao minh tỳ bà ký, ngưu tướng phụ chỉ nạp, tế trai lớn dựng, vợ gái lớn lấy chồng. Thử phân tích đám cưới là có phải có trách nhiệm làm được mới nói được của đàn ông hay là không?
Sao mà bây giờ đề thi trung học kỳ lạ quá vậy trời, cứ luôn câu của tôi. Thì đó, trời ơi, khá xa so với đề thi trung học vậy, lúc mới không biết trả lời đó. Sao hả, anh có biết trả lời không? Nè, tôi cảm thấy tức là đàn ông không có đám cưới cũng có thể chịu trách nhiệm mà, có phải không? Phải không? Anh không trả lời đúng theo câu hỏi, hay là anh suy nghĩ kỹ hơn nữa đi. Khó suy nghĩ lắm. Nè, hay là anh thử thay đổi góc độ đi, nghĩ về cái tốt của đàn ông khi đám cưới đó. Á, anh độc thân mà. Anh có biết mua nhà công, người độc thân phải đợi rất lâu không? Nếu có vợ thì khác, chớp mắt là có ngay. Tôi đã có nhà rồi. Ê, tôi nghĩ ra rồi, nếu có vợ có thể gộp lại báo cáo thuế mà, tiết kiệm được rất nhiều. Tôi cũng nghĩ như vậy đó nha. Đóng thuế đúng là rắc rối lắm ha. Thì đó, kiếm tiền về còn phải đi đóng thuế, tự hỏi có phải thiệt thòi không. Đám cưới tốt hơn, đám cưới tốt hơn. Thì đó, tìm được sẽ là cái cưới này đó. Nè, vậy thì đám cưới sớm đi không được không? Cho anh ăn luôn đó. Khẩn cấp, làm rớt túi trang điểm ở lầu 2 bãi đậu xe gần vị trí đầu xe số 12 lụm giùm tôi đi ca. Sao biết rõ làm rớt ở đâu vậy chứ? Cậu có biết con gái của cậu thay đổi rồi không? Vậy cậu nói với tôi á, lúc chơi cưới thì tốn với cổ lắm, cưới xem rồi chửi cô hoài luôn. Nè, có gì từ từ nói. Chuyện của vợ chồng tôi liên quan gì cậu chứ? Thật là vậy mà, lúc chưa cưới thì cậu quý người ta lắm, cưới xong rồi coi như cỏ rác. Nè, có gì từ từ nói, từ từ nói nha. Không có gì nói. Trước đám cưới thì anh yêu em, đám cưới xong thì tôi nhịn cô, thiệt tình không cưới còn đỡ hơn cưới. Sao giống lời thoại điện ảnh vậy? Cậu nói đúng lắm, nếu lúc trước giờ cậu không đám cưới với cậu thì đâu có chuyện gì nữa chứ, đám cưới xong rồi tình cảm thay đổi luôn. Đâu có, bao nhiêu người đám cưới vàng kim cương cũng đâu có gì, sống tới 80 tuổi cũng yêu nhau lắm. Yêu lắm, nhưng ngày nào cũng nhìn mặt cùng một người, người sẽ già sẽ tàn mà, cô không chán tôi cũng thấy chán đó. Trước đó họ đâu có gì. Phải đó, con có biết, nếu cô chuyện đám cưới người ta gọi cô là cô Lăng, sau khi đám cưới vậy là thím Lăng, bà Lăng vậy đó. Nhìn cỡ nào tôi cũng không giống bà già, đẹp đúng không? Đẹp hơn một chút thôi. Người ta vô văn quá thôi. Ê, không phải, chắc chắn cô chưa đọc hồi thứ 59 trong Hồng Lâu Mộng rồi. Giả Bảo Ngọc từng nói rằng một cô gái chưa xuất giá là một bảo vật vô giá, xuất giá rồi không còn là châu báu hột xoàn, là viên ngọc chết, và hơn nữa thì như mắt cá vậy đó. Giả Bảo Ngọc tệ bạc vậy sao? Ê, cô tưởng đùa sao chứ? Ê, để coi cô muốn làm chị Bảo Châu hay là làm mắt cá đi. Ăn cơm, thơ hay đó nha. Ê, Cherry à, bản báo cáo Hermes Mon không ổn cho lắm. Tôi nghĩ tôi cũng phải cùng cô bạn coi làm sao chỉnh sửa lại. À, cũng được. Còn chi tiết phải chỉnh sửa này thì mấy vị trí này đều có chút vấn đề đây nè. Tất cả mọi người đều đang nhìn chúng ta. Em nghĩ có thể họ đang nhìn camera theo dõi cho nên biết tối hôm đó chúng ta. Ê, chắc chắn là anh Trần bảo vệ đó khai ra rồi. Còn khai luôn cho đám bạn tò mò này nghe. Báo hại họ cứ hỏi anh. Hỏi anh đám cưới có ích lợi gì. Đám anh em của anh cũng có tìm em, ra sức nói với em là đám cưới không tốt. Luôn cả Hồng Lâu Mộng cũng đề cập tới. Bình thường luôn cả truyện tranh tụi nó cũng than chữ nhiều, còn đọc luôn cổ thư nữa. Chuẩn bị đầy đủ lắm. Có bộ tất cả đều lo lắng hơn chúng ta. Cho dù có phải vì họ hay không cũng được, anh nghĩ chúng ta cũng phải giải quyết, nếu không sau này sẽ phiền phức dài dài. Bây giờ chúng ta vẫn chưa có bắt đầu. Anh biết đối với em mà nói đám cưới rất quan trọng. Nhưng mà anh thật sự không dám cưới. Chắc chắn là không. Anh hèn thích ăn chơi không chịu đám cưới em hiểu. Ông Du giàu có lại nhiều lựa chọn không đám cưới em cũng hiểu. Loại như Gordon thích phong lưu, thích cái mới, không đám cưới là chắc rồi. Tại sao anh không muốn đám cưới chứ? Đàn ông sợ đám cưới cũng là lẽ thường tình thôi mà em. Đàn ông sợ đám cưới là sợ gánh trách nhiệm. Nhưng anh là một người có tính trách nhiệm mà. Anh làm được, nói được. Luôn cả nửa căn nhà anh cũng chịu gánh. Tại sao anh không muốn đám cưới chứ? Đối với anh mà nói, đám cưới thật sự có trách nhiệm quá lớn. Nhưng mà thật ra, tức là nếu không đám cưới, chúng ta ở chung cũng có thể rất vui vẻ với nhau. Chúng ta gặp mặt từ sáng tới tối, có phải vậy không? Đám cưới không phải là chuyện của hai người, sẽ sinh em bé mà. Anh không muốn. Em nghĩ coi,
Chúng ta đùa với con của người ta và chúng ta sinh đứa con cho mình là hai chuyện khác nhau, trách nhiệm lớn lắm. Trách nhiệm lớn vô cùng đó em à. Nếu ai cũng suy nghĩ như anh, loài người sẽ bị tuyệt chủng. Thôi được, vậy thì đám cưới. Anh Trình, chị Trinh, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng nha. Chúc mừng nha. Sao anh đồng ý nhanh quá vậy? Đàn ông còn con chim không chưng. Anh đám cưới sao mất luôn đôi cánh đó thiệt tình. Tôi vẫn chưa có nói xong mà. Nè, mấy người làm gì vậy? Mời ra ngoài giùm đi. Là mới ra ngoài, tôi thực sự chưa nói xong mà. Ra ngoài giùm đi. Chúng tôi chưa có nói xong, mọi người ra ngoài giùm có được không? Ra ngoài làm gì? Cảm ơn. Cảm ơn anh đi nha. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Vậy nha, vậy nha. Hợp đi ha, mọi người hợp đi. Đám cưới rồi. Anh ấy chịu rồi kìa. Dám thì dám chịu tôi rồi. Làm việc trước đi đó. Nè nè, có tin gì á nhớ báo với chúng tôi nghe. Ok. Anh xin lỗi, lúc nãy anh chưa nói xong. Anh muốn nói là vậy chúng ta đám cưới, nhưng mà cho dù nói cưới cũng không thể lập tức cưới. Tức là chúng ta vẫn chưa bắt đầu tìm hiểu, lại chưa chính thức quen nhau. Nếu như mà chúng ta tìm hiểu nhau 4 năm sau mới cưới, em thấy như sao hả? Một năm. Một năm ngay cả tuần trăng mật cũng chưa qua. Có khi nào nhanh quá hay không? Ba năm. Cũng được. Nhưng mà thật ra, tức là nếu như chúng ta có thể quen nhau 3 năm, sau đó bình an vô sự, tương thân tương ái, tại sao chúng ta phải thay đổi quan hệ của chúng ta? Sau khi đám cưới là một thế giới khác mà. Hai người càng thân mật hơn, càng là một cảm giác hoàn toàn khác mà. Nhưng mà có thể sẽ càng tệ hơn, có phải vậy không? Đâu có ai biết được. Nhưng mà em muốn định đoạt trước. Đã, thôi được, coi như anh hỏi em muốn đám cưới có phải vì ba má của em không? Có phải vì ba má không vậy? Đương nhiên, đó là một trong các lý do. Có phải em muốn lúc em bước ra đường, người ta gọi em là cô Trình, sau đó khi con nó chào đời, trên giấy khai sinh của nó, tên của ba nó, hàng chữ đó sẽ ghi tên của anh? Có phải em muốn vậy không? Như vậy em sẽ vui sao? Không phải, tức là anh muốn nói thật ra hai chúng ta quen nhau, quan trọng nhất là chúng ta vui vẻ với nhau, có phải không? Người ta nghĩ sao cũng không có quan trọng. Người ta nghĩ sao cũng không quan trọng. Người ta nghĩ chúng ta vui, nhưng mà thật ra chúng ta không vui, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Anh biết em rất cần đám cưới, nhưng mà anh thật sự không được. Em cũng cảm ơn anh đã nói cho em biết. Ít ra cũng biết đôi bên đang nghĩ gì mà. Anh chưa nói xong. Thật ra anh muốn nói với em là hôm trước ở hôm Edmond đó, anh thật sự rất vui, lâu rồi chưa thấy vui như vậy. Hay là dành chút thời gian cho đôi bên suy nghĩ cho kỹ, có đồng ý bởi vì thay đổi vì đối phương hay không? Có được không? Mừng là ông Du đã hẹn với chúng ta, đến giờ vẫn chưa thấy chị Mo đâu. Cố gặp ông Du thì cũng phải chỉnh trang lại chứ. Ý, bộ đồ bãi biển này cũng được lắm. Anh Nhâm, định hợp với ông Du xong cùng đi bơi hay sao? Tôi không rảnh như anh đâu. Tháng này có 32 tiệm phải bàn chuyện gia hạn, lát nữa phải lập tức làm gì. Có thể giúp được gì cho em hay không? Không, anh không có kinh nghiệm, không có quan hệ. Cho dù anh muốn, khách hàng cũng không đếm xỉa anh. Tôi nhận được tin, lát nữa ông Du sẽ tuyên bố một tin mừng. Mọi người thoải mái đi. Dạ, vậy thì trông cậy hết vào ông Mộc Thu. Được rồi, vậy thì tôi xin mạn phép nha. Ông Du. Ông Du. Điện thoại của ông Mộc Thu. Chủ tịch của em á. Họ biết lần này phản ứng của Home Edmond tốt vô cùng. Bình thường khách lưu lại trong thương xá cùng lắm là 8 tiếng. Lần này chúng ta giúp họ lưu lại đúng 24 tiếng, còn có thể ngủ qua đêm ở thương xá. Họ cảm thấy kết hợp thành công giữa Home và Mon là một bước đột phá lớn. Cho nên muốn chúng ta cho người bay qua Okinawa chia sẻ chuyện này với họ.
Vậy thì đồng nghiệp của toàn châu Á đều biết chúng ta làm dự án này rồi. Golden và Molly, anh định phái ai đi? Giờ này Molly đang lo hợp đồng, bởi vì có nhiều tiệm phải gia hạn. Nhưng Molly cũng có tham gia hội thảo của anh mà mấy lần rồi, cũng quen thân với người bên đó hơn. Ok, sau khi anh suy nghĩ kỹ thì báo với tôi. Dạ biết. Lúc trước, lúc nào cũng do ông Du tụi mình qua Ama diễn thuyết. Nhưng 5 năm trước, ông phái anh đi một lần. Khi quay về thì anh lên chức CEO. Lần này phái ai đi, anh nhầm, anh đừng nên chọn nhầm. Thì ra có chuyện đó hay sao? Hẹn gì em cứ bám chặt anh nhầm không buông. Quyết định này ảnh hưởng rất lớn đối với công ty. Tôi lo lắng không phải thôi. Chúng ta làm quản lý, không phải chỉ có quảng cáo. Cho thuê mới là quan trọng nhất. Là nguồn thu nhập trực tiếp giúp công ty sinh lời. Nói tới kinh nghiệm, thành tích và sức ảnh hưởng, tôi nghĩ anh Nhậm nhất định biết cách chọn. Anh không nghi ngờ tầm nhìn của anh Nhậm. Có điều... Anh Nhậm, chúng ta bàn tiếp đi. Được rồi, tôi biết cân nhắc. Anh Nhậm... Phòng thay đồ nam mà. Phụ nữ đúng là... Công bằng một chút. Bạn ở đây luôn đi. Đúng là phiền thiệt đó. Em có biết đàn ông chán ghét nhất là những phụ nữ ra sức ép buộc giống như em không? Tôi chỉ muốn anh Nhậm lựa chọn công bằng hơn thôi. Không vì chuyện có người quen thân với ông Du, muốn làm gì thì làm, vậy thì cả công ty đều không phục. Vậy cô muốn gì? Nếu Golden cũng có hứng thú về cho thuê, sắp tới có 32 tiệm bàn chuyện gia hạn, chúng ta mỗi người một nửa, mỗi người 16 tiệm, ai thỏa thuận nhanh nhất, điều kiện tốt nhất, có thể thay mặt công ty đi Okinawa. Nghĩ sao? Ok, tôi cho hai người một tuần. Đến lúc đó sẽ xác định ứng viên với ông Du. Có đủ thời gian không? Đương nhiên đủ. Không thành vấn đề. Scarlett là thương xá nổi bật của chúng ta ở Vịnh Toàn. Phải theo sát một chút. Dạ biết chị Mo. Nhưng mà ông Lý ở L2012 sáng nay có tìm chúng ta. Ông nói không muốn dọn đi, cho nên có thể bàn lại chuyện chi tiền thuê. Còn cô Giang ở L1033, cô nói chỉ có thể 15% tiền mặt bằng, nếu không nhất định không gia hạn. Ông Lý tăng đúng 30% của ông. Còn cô Giang trước giờ lưu tích mặt cả. Đến cuối tuần cô sẽ nôn nóng tìm tới chúng ta. Tới lúc đó ít nhất tăng cổ 25%. Mục tiêu lần này là 20%. Thị trường ổn định 20% là cơ bản, nhưng tôi sẽ thêm 5% so với mục tiêu. Lát nữa gặp vua mì lưỡi dao, ông ta mở nhiều chi nhánh bên đại lục, thu nhập trong năm tăng gấp mấy lần. Hợp đồng của ông nhất định phải đẩy mức cao nhất. Ảnh là bạn của anh họ em, nếu như chị tin tưởng giao cho em nói chuyện, em có thể lấy được 28%. Tốt. Cách khác nhau, cách nói khác nhau. Có người thì lấy lùi làm tiến, có người phải cứng rắn, có người phải nương theo họ, có người phải nhõng nhẽo. Giao cho cô lo. Cảm ơn chị Mo. Cho thuê là sở trường của tôi nhất định không thua Golden. Em tin tưởng khả năng của chị. Nhưng mà em sợ ông Nhậm vì lấy lòng của ông Du cuối cùng cũng chọn Golden. Vì vấn đề an toàn, chúng ta cần phải làm thêm một số chuyện. Chị Mo, chị coi. Tan sở rồi, cùng đi uống ly nước, ok. Cô làm sao xử lý? Hôm đó sau khi tan sở em có tới đó. Nhưng mà sau khi ngồi xuống được 5 phút, em nói chị tìm em có việc gấp, cái đó bỏ đi. Nếu cho em thêm chút thời gian trò chuyện với ổng thì em tin tưởng em có thể làm ảnh hưởng tới quyết định của ổng. Ở đây có 32 hợp đồng, tôi và anh mỗi người 16 bản. Kelly, công bằng một chút, mỗi người một nửa. Dạ, bà Châu, lát nữa tôi mới bàn với bà về những chi tiết trong hợp đồng nha, chịu không? Vậy nửa tiếng sau gặp. Ok, bye bye. Nè, anh và em chưa thân mật tới nỗi cùng đi chọn đồ lót mà đúng không? Một là anh hỏi, hai là anh đi. Nửa tiếng sau em có hẹn với khách rồi, em không mua đồ em sẽ nổ tung liền. Anh thật sự sắp nổ tung rồi. Anh có 3 khách hàng, một người thì 1% cũng không chịu tăng, người thứ hai thì đòi coi chuyện sửa chữa với anh nữa. Tệ nhất là cái ông Rooney gì đó, ổng bay mất rồi. Thư ký của ổng nói nửa tháng sau mới chịu quay về. Bây giờ anh đang tranh giành từng phút mà. Em có theo dõi người này, em có thể đưa số liên lạc của ổng cho anh không? Nè, ông Rooney buôn bán lớn ở MS Mon và Scarlett, là khách hàng lớn của em mà, có phải vậy không? Em nhất định có số liên lạc bên Anh Quốc của ông ta mà. Cho anh đi. Bây giờ chúng ta mỗi người một chủ, khí thế của chị mau đang hùng hồn, để chị biết em giúp anh chết chắc. Đương nhiên là không phải rồi.
Bây giờ tình thế nguy hiểm thì đúng hơn đó. Tức là AO chúng ta cùng liên minh thì càng phải đoàn kết hơn mới đúng chứ. Nè, đạo lý sinh tồn trong công sở quan trọng nhất là ba chữ. Em có biết là chữ gì không? Ba chữ nào chứ? Cây dây leo. Nè, em vào làm bấy lâu, em chỉ theo một mình chị Mo. Anh thì khác nghe. Trước anh Gordon thì anh từng theo Andy, Martin, Hansen. Sếp của anh thay đổi chóng mặt luôn. Anh vẫn có thể hiên ngang đứng sừng sững ở đây làm nguyên lão 4 triệu cũng nhờ ba chữ này thôi đó. Vậy khác nào là liễu đưa theo gió. Ok, bây giờ em thử treo áo lót ở cái lỗ gió này đi. Để làm gì? Sao em nói đang bận mà cứ thử đi. Đó, cái này gọi là treo áo theo gió đó. Em thật sự không còn thời gian đùa với anh nữa. Anh không phải đang đùa đâu mà. Chắc là em chưa nghe câu chuyện này rồi. Tức là chuyện kể trước đây có một ngôi chùa Phật, có một cây cờ đang lay động. Có hai hòa thượng đang cãi nhau. Một người thì nói cây cờ tự mình lay động, người còn lại thì nói là bị gió thổi bay. Lục Tổ Huệ Năng bước ra liền nói với họ, thực tế cả hai con đều sai. Cây cờ không lay động, là lòng người lay động mà thôi. Tức là giống như bây giờ vậy. Cho dù sếp lay động cỡ nào cũng được hết, lòng của chúng ta nhất định phải ổn định. Chúng ta phải làm cây dây leo kiên định một chút, đừng nên bám theo một sếp suốt chứ. Vậy cũng được. Đương nhiên rồi, quan trọng lắm đó. Tức là nếu bây giờ em chọn nhầm một bên, sẽ bị đầy số địa ngục bất cứ lúc nào. Chỉ cần cả hai chúng ta không sao, sau này có lợi ích gì thì đôi bên chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Em giúp anh cũng giống như mua phần bảo hiểm cho mình thôi. Hơn nữa, em mua áo lót. Nè 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 nè, đưa đây. Em cũng đâu có mua một bên có đúng không? Trong số 16 khách hàng này, cái chính là phải để ý 5 người được đánh dấu màu vàng, chưa chắc có thể thành công được. LG011 ở FA Mall doanh thu năm nay đã giảm mất 3%, chưa chắc chúng ta tăng được 25% của họ. Còn ông Trần ở L1037 ở Kellerin, có thể ông ta sẽ di dân, chưa chắc ông tiếp tục làm. 5 khách hàng này phải có dự bị, dành thêm chút thời gian tìm thêm 8 khách hàng tiềm năng đi. Nếu khách hàng chơi giá thuê cao, kêu họ đổi chỗ như trước, nhất định phải giữ đúng giới hạn 25%. Ok. Galax, Bà Châu, L2029, gia hạn 50%. Galax, Bà Châu, L2029, gia hạn 80%. Em đừng nói cho anh biết Kelly đã phát nhầm hợp đồng cho em đó. Anh cũng đừng hiểu lầm tôi chặn đầu anh. Tại ông cương quyết nhất định phải bàn chuyện gia hạn với tôi. Ông Rooney nhất định đòi về Hồng Kông mới chịu bàn tiếp. Chúng ta không kịp đâu. Tiếng Anh cũng còn đỡ. Khách hàng của tôi nói tiếng khách già đó. Chịu nói cũng còn đỡ. Khách của tôi gọi mãi cũng không trả lời. Cô Nguyễn đang suy nghĩ coi có mướn L1088 hay không. Nhất định bắt cổ mướn. Đi đi. Mọi người cố lên. Có nhu cầu gì lập tức tìm hậu cần này hả? Mọi người không phải làm về mảng cho thuê mà có thành tích như vậy. Thật ra là tốt lắm rồi. Tốt lắm, chúng ta mới ký được 2 khách thôi mà. Tốt lắm, thật sự rất tốt. Điện mật. Chào ông Nhậm. Hai Elizabeth. Cái đồng nghiệp đang bàn chuyện hợp đồng. Chị Mo còn kêu cô bay sao? Tôi có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Ban đầu tưởng là máy bay mới gặp ông chứ. Ý, đi cùng chuyến bay với tôi sao? Còn ngồi kế bên tôi nữa. Chuyến bay này 10 tiếng lận đó. Tôi cứ tưởng buồn chán lắm, bây giờ cũng sợ nữa. Hy vọng lát nữa nói chuyện không làm ông buồn. Cạn. Cô cũng giỏi lắm. Vô được thư ký của tôi, đưa xuống ghế cho cô. Đừng nói đùa nữa ông Nhậm. Nhưng mà tôi thực sự có cái này muốn cho ông coi. Trong số 16 khách hàng mà chúng tôi phụ trách, chị Mo đã bỏ ra thời gian 2 ngày ký được 13 khách. Chỉ còn giúp Golden ký được 1 khách. Biên độ tăng tiền thuê bình quân 25-35%, cao hơn mục tiêu của công ty. Chị Mo đúng là nôn nóng lắm. Luôn cái chuyện tôi bay qua Mỹ, lo việc riêng cũng không buồn tha. Kêu cô nói chuyện riêng với tôi. Xin lỗi, lỗi cũng tại tôi. Không nên vừa gặp mặt ông liền bàn công việc với ông. Không sao. Vậy chúng ta có thể nói chuyện gì đây? À, cô có thể chỉ với tôi một số câu địa phương ở quê cô không? Cũng được. Ông Nhậm, ông có bao giờ nghe nói Tiểu Tức Tam không?
Tiểu tất tan. Ừ. Có nghĩa là gì? Ông đoán thử coi. Cô đang khen tôi. Không sao, còn mười mấy tiếng đồng hồ tôi có thể từ từ đoán, chắc chắn có thể đoán được. Tình cờ vậy. Nghe nói anh ký được 4 khách. Tôi gặp luôn vị khách cuối cùng này sẽ có thể đi mua sắm, chuẩn bị bay. Xong trước không có nghĩa là thắng chắc đâu. Không chừng sẽ có sự bất ngờ. Vậy để coi ai bất ngờ hơn. Để coi là ai đi, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Trời, tại sao sau khi không có em, tiểu tụy đi nhiều vậy? Có sao? Xin lỗi nha, anh có hẹn với bạn. À, em quên mất nói với anh. Ông Hoàng là chồng của em. Cái tiệm trước đó là do anh mở ra cho em. Tụi em sắp tổ chức đám cưới rồi. Cho nên hôm nay... người tới đây bàn chuyện hợp đồng với anh là em. Thật ra bạn với em chẳng phải càng hay hơn hay sao? Nè, uống một ly trước đi. Đừng giở trò đó với tôi. Tôi không phải là loại bạn gái không ra gì của anh đâu. Anh và cổ không có gì hết. Tôi biết. Anh dùng cổ để đuổi khéo tôi đi. Anh đúng là không biết mãn nguyện. Tôi tốt với anh vô cùng. Không cần nói chuyện. Tôi không muốn nghe gì hết. Hôm nay tôi không có tâm trí bằng công việc. Nhưng mà... nếu anh có thể làm cho tôi vui, không chừng hợp đồng này có thể ký thành công. Hử? Anh tới là vì hợp đồng hay là vì em? Qua đây. Hiện giờ tôi không rảnh, có chuyện gì vui lòng nhắn lại. Giang Niệm Thâm, tôi cảnh cáo anh, bằng hợp đồng thì bằng hợp đồng. Nếu anh và Ti Ra có giao dịch phi đạo đức gì, ảnh hưởng đến uy tín của công ty, tôi, công ty sẽ không tha cho anh. Nếu anh muốn có hợp đồng thì cần phải làm cho em vui. Em muốn sao? Ngồi đi. Anh biết mà, em muốn có cảm giác vui vẻ như lúc trước. Hôn em đi. Hôn em đi. Vậy đã xong rồi sao? Lúc trước anh đâu có đối xử em như vậy.
Tần vui vẻ là được rồi. Đừng tham lam quá có được không? Chính vì em muốn tham lam. Nếu anh vẫn không chịu hợp tác, anh sẽ không còn gì hết. Em sắp làm đám cưới rồi, như vậy không hay cho lắm. Mặc kệ em. Sao đi? Làm ơn Molly. Không có người này. Nhưng mà số điện thoại này đã gọi cho tôi mà. Tôi thấy anh gọi tới nên tôi gọi lại thôi. Tôi đã dùng số điện thoại này mười mấy năm rồi. Tôi nghĩ bạn của anh không còn xài số điện thoại này nữa. Anh đừng gọi tới nữa nha. Không lẽ định nối lại tình xưa sao? Dù sao đi nữa, tôi gửi số điện thoại của chị Mo cho anh rồi. Giang Điểm Thâm. Có chuyện gì? Có nghe tin nhắn của tôi không? Chưa, bây giờ nghe nữa. Không cần nữa. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh đừng nên có những giao dịch phi đạo đức với khách hàng. Anh lên trển nãy giờ, có lẽ cũng quá muộn rồi. Phi đạo đức tức là sao? Chưa chắc định nghĩa của em và anh giống nhau đâu. Có chuyện gì? Đợi một lát tôi sẽ tới ngay. Xảy ra chuyện gì vậy? Ba nói bị xe đụng rồi. Có lẽ là không ổn. Kêu tôi lập tức về gặp ba. Em như vậy làm sao mà lấy? Để anh xuống đi. Chạy nhanh lên, tôi sợ không kịp nữa. Ba nói có thể 15 phút ba cũng chịu không nổi. Chắc chắn sẽ tới kịp mà. Tôi sợ ba chịu không nổi. Mấy năm qua tôi hiếm khi nói chuyện với ba, chưa ăn một bữa cơm nào. Tôi sợ không còn cơ hội nữa. Không sao đâu, tay của em lạnh quá. Tôi tưởng đâu tôi không còn cảm giác về con người này nữa. Bây giờ ba xảy ra chuyện, tôi mới biết thì ra tôi vẫn còn lo cho ba lắm.
Tôi là Molly, tạm thời không rảnh nghe điện thoại của bạn. Vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp. Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to Lăng Đại Huy, happy birthday to me. Bất ngờ không? Hay lắm Mẫn à. Cũng may con kịp tới đây trước 12 giờ đó. Bà biết con bận, không muốn phí nhiều thời gian của con, cho nên còn thiếu 50 phút nữa gọi điện thoại cho con. Bây giờ vừa đúng lúc đó con, chúng ta có bánh kem đi. Bác trai à, hả? Bác làm vậy hình như đùa hơi quá đáng đó. Nè nè nè, bà thật sự phải nhập viện đó. Ngày mai thận của bà phải tái khám rồi phải đi chụp lại. Bà không phải đùa đâu. Tóm lại hôm nay bà thật sự rất vui mừng đó. Năm nay có thể cùng với con trải qua 12 giờ. Ê, Mẫn à, nè nè, thổi đèn cày ha.能做个淑女我偏懒去撒娇。